Bà Nguyễn Phương Hằng giao bán nhẫn kim cương giá 1.000 tỷ để quyên góp bà con vùng bão lũ. Tối ngày 29 tháng 9, bà Nguyễn Phương Hằng, CEO công ty du lịch Đại Nam, đã có buổi giao lưu đặc biệt với hàng nghìn người tại trường đua thuộc khu du lịch Đại Nam. Trên sóng trực tiếp, bà đã tuyên bố ủng hộ 10 tỷ đồng giúp bà con bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Cùng với đó, bà Phương Hằng cũng giao bán chiếc nhẫn kim cương của mình với giá 1.000 tỷ đồng. Nếu ai mua thì bà cũng sẽ dùng hết số tiền bán được ủng hộ bà con vùng bão lũ vừa qua. Cụ thể, với số tiền 10 tỷ, bà Hằng cho biết sẽ được gửi trực tiếp đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ những người dân đang phải đối mặt với những khó khăn do thiên tai. Bà Nguyễn Phương Hằng chia sẻ, tôi rất vui mừng và hạnh phúc khi được quay trở lại cuộc sống thường nhật và điều hành các hoạt động của công ty. Hơn hết, tôi cảm thấy có trách nhiệm khi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn sau những trận bão lũ. 10 tỷ đồng này là sự đóng góp từ tấm lòng của tôi và chồng tôi, ông Huỳnh Uy Dũng, với mong muốn chia sẻ nỗi đau của người dân. Không chỉ dừng lại ở việc ủng hộ 10 tỷ đồng, CEO Nguyễn Phương Hằng còn gây ấn tượng mạnh khi tuyên bố, nếu bây giờ có ai sẵn sàng bỏ ra 1.000 tỷ đồng để mua chiếc nhẫn kim cương này, tôi sẽ ngay lập tức gửi toàn bộ số tiền đó vào Quỹ Mặt trận Tổ quốc. Tôi xin hứa danh dự sẽ cống hiến trọn vẹn số tiền này cho công tác từ thiện. Ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Nguyễn Phương Hằng cũng khẳng định sự ủng hộ tuyệt đối dành cho vợ mình. Tôi ủng hộ vợ tôi cả hai tay vì tất cả những gì chúng tôi làm đều vì người nghèo, vì đồng bào đang gặp khó khăn sau cơn bão lũ, ông Dũng phát biểu trước đông đảo khán giả. Trước đó, ông Huỳnh Uy Dũng cũng đã ủng hộ 5 tỷ đồng cho Quỹ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để giúp đỡ đồng bào miền Bắc sau cơn bão số 3. Cùng số tiền 10 tỷ đồng lần này đã nâng tổng số tiền gia đình bà đóng góp lên con số 15 tỷ đồng. Bà Hằng cũng kêu gọi khán giả ủng hộ cho chương trình quyên góp từ thiện. Trong khuôn viên khu du lịch Đại Nam, nhiều thùng quyên góp đã được đặt sẵn để người dân có thể dễ dàng tham gia ủng hộ cho đồng bào miền Bắc. Trong đêm đầu tiên tại Đại Nam, bà Nguyễn Phương Hằng đã kêu gọi quyên góp cho đồng bào vùng bão lũ và nhận được ủng hộ từ khán giả với tổng số tiền 797 triệu đồng. Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng đã quyết định mở cửa miễn phí toàn bộ khu du lịch Đại Nam trong thời gian 4 ngày, tạo điều kiện cho người dân từ khắp nơi có cơ hội tham quan vui chơi và sử dụng miễn phí các dịch vụ tại khu du lịch Đại Nam. Dân mạng cũng bóc giá outfit tiền tỷ của CEO Nguyễn Phương Hằng ngày đầu trở lại. Xuất hiện trong đêm giao lưu với khán giả tại trường đua Đại Nam, bên trong khu du lịch Đại Nam, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, bên cạnh những nội dung chia sẻ, bà Phương Hằng còn gây chú ý với outfit ngày trở lại. Trên sóng trực tiếp, bà Phương Hằng đã giao bán chiếc nhẫn kim cương của mình với giá 1.000 tỷ đồng. Nếu ai mua thì bà cũng sẽ dùng hết số tiền bán được ủng hộ bà con vùng bão lũ vừa qua. Trước thông tin đó, nhiều người đã nhanh chóng check va giá trị thực của viên kim cương nói trên. Theo nhiều người, viên kim cương 45 carat này có giá trị lớn hơn so với giá bà Phương Hằng giao bán. Không chỉ vậy, netizen cũng đã bóc giá những trang sức của CEO Nguyễn Phương Hằng được đeo trong buổi chia sẻ tại trường đua Đại Nam. Theo đó, chiếc nhẫn với viên kim cương vàng 35 carat có giá trị không hề nhỏ. Đôi bông tai nhãn hiệu Grab được nhiều người tìm thấy với giá khoảng 37 tỷ đồng. Vòng tay kim cương nhãn hiệu Leman giá trị rất khủng. Theo một số người chia sẻ, hãng Leman này nằm trong số những nhãn hiệu xa xỉ kinh doanh rất kín tiếng. Người sở hữu được sản phẩm phải là người có tầm ảnh hưởng nhất định. Nhiều người đã tìm ra chiếc đồng hồ bà Phương Hằng đeo là mẫu đồng hồ Topaz Whimsical Snail Bracelet nằm trong bộ sưu tập The Animal World của Topaz, nhà sản xuất đồng hồ trang sức cao cấp đến từ Thụy Sĩ. Mặt đồng hồ hình chú ốc sên được tạo nên từ những viên kim cương đủ màu sắc. Giá của mẫu đồng hồ này dao động khoảng hơn 40 tỷ đồng, theo một số netizen.